Xin chào các em, cô tên là Võ Thị Hồng Di. Cô đến từ đơn vị trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cô Tô. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023 môn giáo dục công dân. Đối với môn giáo dục công dân, hôm nay cô sẽ trình bày 3 nội dung. Một là phân tích đề tham khảo năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hai là hệ thống kiến thức lại môn giáo dục công dân của chương trình lớp 11 và lớp 12. Ba là một số kỹ thuật khi làm bài thi môn giáo dục công dân. Đầu tiên, cô sẽ phân tích đề thi tham khảo năm 2023 đối với môn giáo dục công dân. Về nhận xét chung đề tham khảo năm 2023, cấu trúc của đề năm nay gần giống như cấu trúc của đề năm 2022. Cụ thể là về tỷ lệ cấp độ nhận thức thì hiểu biết chiếm 20 câu 50%, thông hiểu chiếm 10 câu khoảng 25%, vận dụng 6 câu chiếm 15% và vận dụng cao 4 câu chiếm 10%. Ở phạm vi kiến thức thì chương trình vẫn tiếp tục, phạm vi kiến thức vẫn tiếp tục ở chương trình giáo dục công dân lớp 11 và giáo dục công dân lớp 12. Cụ thể, ở lớp 11 vẫn tập trung vào các bài, bài 1, bài 2, bài 3 và bài 5. Còn chương trình giáo dục công dân lớp 12 thì tập trung vào từ các bài từ bài 1 đến bài số 9. Tiếp theo, về ma trận đề tham khảo môn giáo dục công dân năm 2023. Nhìn vào ma trận đề thi tham khảo môn giáo dục công dân 2023, các em có thể thấy về số câu thì các bài chiếm số lượng câu nhiều nhất là bài 2, bài 6 và bài 7 với tổng số câu là 7 câu, và các câu còn lại thì được sắp xếp đều ở tất cả các bài. Cụ thể, đối với bài số 1, pháp luật và đời sống, nhận biết là 1 câu, vận dụng là 1 câu, tổng số câu là 2 câu. Đối với bài 2, thực hiện pháp luật, nhận biết là 3 câu, thông hiểu là 2 câu, vận dụng thấp 1 câu, vận dụng cao 1 câu, tổng số câu là 7 câu. Bài số 3, công dân bình đẳng trước pháp luật, chỉ có 1 câu, đó là câu nhận biết, 1 câu, tổng số câu là 1. Bài số 4, quyền bình đẳng của công dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó nhận biết là 3 câu, vận dụng cao 1 câu, tổng số câu là 4 câu. Bài số 5, quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo, nhận biết 1 câu, thông hiểu 1 câu, vận dụng 1 câu, tổng số câu là 3 câu. Bài số 6, công dân với các quyền tự do cơ bản, nhận biết là 3 câu, thông hiểu là 2 câu, vận dụng 1 câu, vận dụng cao là 1 câu và tổng số câu là 7 câu. Bài số 7, công dân với các quyền dân chủ, nhận biết là 3 câu, thông hiểu 2 câu, vận dụng 1 câu, vận dụng cao 1 câu, tổng số câu là 7 câu. Bài số 8, nhận biết là 2 câu, thông hiểu là 1 câu, vận dụng 1 câu, tổng số câu là 4 câu. Bài số 9, pháp luật với sự phát triển của đất nước, tổng số câu là 1, đó là 1 câu nhận biết. Về chương trình lớp 11 chiếm 4 câu, trong đó có 2 câu nhận biết và 2 câu thông hiểu. Như vậy thì đối với ma trận đề tham khảo môn giáo dục công dân năm 2023 thì nhận biết và thông hiểu chiếm 75% và 25% còn lại là đối với các câu vận dụng và vận dụng cao. Đối với các câu thông hiểu và các câu nhận biết thì cơ bản các em nắm được kiến thức trọng tâm trong hệ thống kiến thức môn giáo dục công dân lớp 11 và 12 thì các em sẽ làm được. Còn đối với các câu vận dụng cao thì đề thi năm nay vẫn giống như cấu trúc cho thi, vẫn giống như cách đặt câu hỏi ở các đề thi ở những năm học trước. Cho nên ở đây cô sẽ phân tích một số câu trong đề tham khảo năm 2023. Đầu tiên, ví dụ ở câu 119 thuộc nội dung bài số 1. Ông H là chủ một cửa hàng chế biến hải sản và bà B là một chủ nhà máy sản xuất bánh kẹo. Việc cơ sở kinh doanh của ông H và bà B luôn tuân thủ đúng các quy định về an ninh trật tự và an toàn xã hội là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? Như vậy thì chúng ta khi đặt vào câu hỏi, tất cả các cơ sở kinh doanh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải luôn tuân thủ đúng các quy định về an ninh trật tự và an toàn xã hội, thì đây là đặc trưng cơ bản của pháp luật, đó là đặc trưng tính quy phạm phổ biến. Đáp án gợi ý của chúng ta đó là đáp án D, tính quy phạm phổ biến. Hoặc là câu 115 ở bài số 2. Chị V là lao động tự do, đặt tiệc tại nhà hàng ẩm thực của anh M nhưng không thanh toán đủ số tiền cho anh như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Một lần, phát hiện anh M đang lưu thông trên đường, để tránh mặt anh, chị V đã điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Những hành vi trên của chị V đã vi phạm pháp luật nào sau đây? Như vậy thì khi đọc vào câu hỏi, chúng ta thấy
Vi phạm đầu tiên đó là không thanh toán được số tiền, đó là hành vi vi phạm dân sự. Rồi chị V đã điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ, đó là vi phạm hành chính. Đáp án gợi ý ở đây là đáp án D, vi phạm dân sự và hành chính. Hoặc là ở câu 116, bài số 2, ông V là giám đốc doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sau khi nhận 300 triệu đồng của chị T, ông V cam kết trong thời gian 3 tháng sẽ hoàn tất thủ tục để chị T đi xuất khẩu lao động. Quá thời hạn trên, dù đã nộp đủ các giấy tờ theo quy định, chị T vẫn không thấy ông V thực hiện cam kết của mình, nên đã tìm gặp ông V yêu cầu được giải quyết. Để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên, ông V đã hủy hồ sơ của chị T và cắt đứt mọi liên lạc với chị. Bức xúc về hành vi của ông V, chị T đã chụp ảnh bản hợp đồng đã ký kết giữa chị với ông V và viết bài đăng thông tin công khai trên trang cá nhân của chị, đồng thời đã tự ý sử dụng hình ảnh của ông V đăng kèm bài viết trên. Biết được việc làm của chị T, ông V đã thuê anh H là người lao động tự do đến gặp chị T, đe dọa để buộc chị phải gỡ bài đăng. Do chị T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát. Anh H vô ý để chị T ngã khiến chị bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 35%. Biết chuyện xảy ra với vợ mình, anh D là chồng của chị T cùng em rể là anh N đã đến nhà ông V tạt sơn làm bẩn tường nhà của ông. Câu hỏi, những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? Như vậy thì chúng ta thấy, đối với trách nhiệm hình sự là những cái hành vi nguy hiểm cho xã hội, cho nên ông V vi phạm hình sự ở đây đó là nhận 300 triệu đồng, đó là mức tiền cao cho nên là vi phạm hình sự. Cái thứ hai, đó là liên quan đến tài sản thì đó là vi phạm dân sự. Vậy thì người đầu tiên vừa vi phạm hình sự vừa vi phạm dân sự đó là ông V. Còn trường hợp của anh H là do vô ý đẩy chị T ngã thương tật trên 11%, cụ thể là 35%, cho nên đây là vi phạm hình sự và anh H buộc phải bồi thường về tinh thần cũng như là về vật chất cho chị T, cho nên anh H cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự. Vậy thì đáp án gợi ý ở đây đó là đáp án B, ông V và anh H đều phải chịu trách nhiệm hình sự và phải chịu trách nhiệm dân sự. Đối với câu 111 của bài số 7, tại một điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, sau khi viết phiếu bầu và bỏ phiếu đó giúp chị H là hàng xóm, chị V phát hiện anh X và anh Y thảo luận rồi thống nhất lựa chọn đại biểu là người có mâu thuẫn với chị. Thế vậy, chị V đã nhờ các anh sửa lại nội dung phiếu bầu đó nhưng hai anh không đồng ý và tự bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Chị V, anh X và anh Y cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? Từ cái bản phân tích về nội dung vi phạm và lý do vi phạm, các em có thể thấy chị V vi phạm nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, cụ thể là đã viết phiếu bầu và bỏ phiếu đó giúp chị H là hàng xóm của chị. Thứ hai, anh X và anh Y là vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín vì anh H, anh X và anh Y đã thảo luận rồi thống nhất lựa chọn đại biểu. Vậy thì đáp án chung ở đây đó là vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín. Thì đây là những cái câu trong cái đề tham khảo năm 2023 đối với những câu vận dụng. Ngoài ra thì còn những câu vận dụng cao, cái nội dung khá dài thì các em có thể tham khảo ở cái đề thi và các em có thể nghiên cứu thêm. Tiếp theo nội dung, sau đây cô sẽ trình bày hệ thống kiến thức ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 môn giáo dục công dân. Ở phần hệ thống kiến thức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, cô sẽ phân tích thành hai nội dung lớn. Phần 1 là cô sẽ phân tích chương trình giáo dục công dân lớp 11 từ bài 1 đến bài số 5. Ở chương trình giáo dục công dân lớp 12, cô sẽ phân tích từ bài đến số 1 đến bài số 9. Đầu tiên chúng ta đi vào phần số 1, đó là chương trình giáo dục công dân lớp 11 từ bài 1 đến bài số 5. Đây là những nội dung liên quan đến kiến thức kinh tế. Đầu tiên là bài số 1, công dân với sự phát triển kinh tế. Trong bài số 1 này, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung lớn. Một là sản xuất của cải vật chất, hai đó là phát triển kinh tế. Trong phần nội dung sản xuất của cải vật chất, các em sẽ tìm hiểu ba nội dung. Một là khái niệm, hai là vai trò, ba là các yếu tố của quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Đầu tiên, sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, làm biến đổi các yếu tố tự nhiên và tạo ra sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Về vai trò của sản xuất của cải vật chất, sản xuất của cải vật chất sẽ có vai trò là quyết định mọi hoạt động của đời sống xã hội, là cơ sở tồn tại của xã hội. Về các yếu tố của quá trình sản xuất của cải vật chất, yếu tố của quá trình sản xuất của cải vật chất sẽ gồm 3 yếu tố. Một là sức lao động. Sức lao động sẽ là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của người lao động được vận dụng trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Sức lao động được coi là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Yếu tố thứ hai của quá trình sản xuất của cải vật chất đó là đối tượng lao động.
đối tượng lao động nó sẽ là những cái yếu tố tự nhiên mà con người tác động vào nhằm biến đổi nó tạo ra sản phẩm. Yếu tố thứ ba của quá trình sản xuất ra của cải vật chất đó là tư liệu lao động. Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống các vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sức lao động của con người lên yếu đối tượng lao động nhằm biến đổi chúng tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người. Trong tư liệu lao động thì sẽ có 3 yếu tố. Một là công cụ lao động, ví dụ như máy móc, thiết bị. Hai là hệ thống bình chứa, ví dụ như ống, thùng, vân vân. Ba là kết cấu hạ tầng, ví dụ như là đường xá, sân bay, bến cảng. Nội dung thứ hai của bài số 1, công dân với sự phát triển kinh tế, đó là phần phát triển kinh tế. Ở nội dung này, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung lớn. Một là khái niệm, hai là ý nghĩa. Ở khái niệm phát triển kinh tế là chỉ sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội. Về phần ý nghĩa, các em sẽ tự học thêm ở phần ý nghĩa đối với cá nhân, đối với gia đình và đối với xã hội. Tiếp theo, chúng ta sang bài số 2 trong chương trình giáo dục công dân lớp 11, đó là bài hàng hóa tiền tệ thị trường. Ở bài 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung lớn. Một là hàng hóa, hai là tiền tệ, ba là thị trường. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung hàng hóa. Trong nội dung hàng hóa, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung lớn. Một là khái niệm của hàng hóa, hai là hai thuộc tính của hàng hóa. Đầu tiên, hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người và phải thông qua hoạt động trao đổi mua bán. Hàng hóa thì sẽ có hai thuộc tính. Một là giá trị sử dụng của hàng hóa, hai là giá trị của hàng hóa. Giá trị sử dụng của hàng hóa được xem là công dụng của sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. Còn giá trị của hàng hóa là lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa đó và được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi, cụ thể là giá cả. Tiếp theo, chúng ta sang nội dung số 2 của bài số 2, đó là tiền tệ. Tiền tệ là một cái hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các loại hàng hóa. Tiền tệ có 5 chức năng. Một là thước đo giá trị, hai là phương tiện lưu thông, ba là phương tiện thanh toán, bốn là phương tiện cất trữ và năm là tiền tệ thế giới. Đầu tiên, tiền tệ là thước đo giá trị, tức là tiền tệ dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. Thứ hai, tiền thực hiện chức năng là phương tiện lưu thông. Đối với chức năng là phương tiện lưu thông thì các em có thể hiểu tiền được sử dụng làm môi giới trung gian trong quá trình trao đổi hàng hóa. Tức là người ta sẽ đem hàng hóa đi bán để lấy tiền, sau đó dùng tiền để mua hàng hóa khác để sử dụng. Chức năng thứ ba của tiền tệ đó là phương tiện thanh toán. Phương tiện thanh toán chúng ta có thể hiểu là tiền để dùng để chi trả sau giao dịch, tức là dùng để trả tiền sau khi chúng ta mua một loại hàng hóa nào đó. Chức năng thứ tư là phương tiện cất trữ. Phương tiện cất trữ có nghĩa là tiền sẽ rút khỏi lưu thông để đưa vào cất trữ, sau đó khi cần thì họ sẽ đem tiền ra để mua hàng hóa. Và thường phương tiện cất trữ thường dùng đó là tiền dưới hình thức là vàng. Và chức năng cuối cùng của tiền tệ đó là tiền tệ thế giới. Lúc bấy giờ tiền tệ sẽ thực hiện chức năng là nhiệm vụ di chuyển của cải từ nước này sang nước khác thông qua tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái có thể hiểu là giá trị tiền của nước này so với nước khác. Tiếp theo, chúng ta sang phần thứ ba, thị trường. Đối với phần nội dung thị trường, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung lớn. Một là khái niệm của thị trường, hai là chức năng của thị trường. Đầu tiên, thị trường là lĩnh vực trao đổi hàng hóa mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả, số lượng của hàng hóa dịch vụ. Thị trường sẽ có 3 chức năng. Chức năng đầu tiên đó là chức năng thực hiện hay còn gọi là chức năng thừa nhận. Người sản xuất hàng hóa sẽ đem hàng hóa ra thị trường. Nếu như hàng hóa nào đáp ứng được thị hiếu, nhu cầu và giá cả hàng hóa được người mua chấp nhận thì hàng hóa đó sẽ bán được. Như vậy thì lúc bấy giờ thị trường sẽ thực hiện chức năng thừa nhận giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. Giá trị sử dụng của hàng hóa được thị trường thừa nhận thông qua việc hàng hóa đã đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Thị trường sẽ thực hiện chức năng thừa nhận giá trị của hàng hóa được thể hiện ở chỗ giá cả của hàng hóa được người mua chấp nhận. Một chức năng thứ hai của thị trường nữa đó là chức năng thông tin. Như vậy thì thị trường sẽ thông tin cho các chủ thể kinh tế về giá cả, chủng loại, mẫu mã, quy mô, cung cầu của hàng hóa đối cho người bán và người mua. Chức năng thứ ba đó là chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. Đối với chức năng này thì thị trường sẽ thực hiện việc cung cấp thông tin, sau đó là người sản xuất sẽ bắt đầu phân phối lại các yếu tố sản xuất từ nơi này đến nơi khác. Nếu như từ nơi có giá thấp, hàng hóa có giá thấp đến nơi hàng hóa có giá cao,
người sản xuất sẽ mở rộng quy mô sản xuất nếu như giá hàng quá cao hoặc ngược lại. Tiếp theo các em sang bài số 3, quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Ở nội dung quy luật giá trị, các em sẽ tìm hiểu 3 nội dung lớn. Một là nội dung của quy luật giá trị, 2 là biểu hiện của quy luật giá trị và 3 là 3 tác động của quy luật giá trị. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu về quy luật giá trị. Nội dung của quy luật giá trị có nghĩa là trong sản xuất và lưu thông hàng hóa thì phải đảm bảo dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó. Các em có thể đọc thêm thời gian lao động xã hội cần thiết là gì để chúng ta bổ sung kiến thức trong cái nội dung này. Về biểu hiện của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa thì có hai biểu hiện. Một là trong sản xuất, hai là trong lưu thông. Trong sản xuất, thời gian lao động xã hội cần thiết phải phù hợp với thời gian lao động cá biệt. Còn trong lưu thông thì theo nguyên tắc ngang giá, tức là hai hàng hóa có thời gian lao động xã hội cần thiết bằng nhau thì có thể trao đổi với nhau. Tiếp theo chúng ta sang phần số 3, đó là tác động của quy luật giá trị. Quy luật giá trị sẽ đưa ra 3 tác động. Một đó là điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, có nghĩa là sẽ phân phối lại yếu tố sản xuất và sức lao động từ mặt hàng này sang mặt hàng khác, từ nơi này sang nơi khác hoặc từ nguồn hàng này sang nguồn hàng khác. Một cái tác động thứ hai của quy luật giá trị đó là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên. Trong cái tác động thứ hai này, các em có thể hiểu trong quá trình sản xuất thì người sản xuất luôn luôn áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hợp lý hóa sản xuất. Như vậy thì làm cho lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên. Một tác động thứ ba của quy luật giá trị đó là dẫn đến phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa. Người sản xuất có nhiều yếu tố thuận lợi làm cho giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xã hội, từ đó sẽ thu được nhiều lợi nhuận và trở nên giàu có. Còn đối với những người không có điều kiện thuận lợi trong sản xuất thì dễ dẫn đến thua lỗ, phá sản và trở nên nghèo khó. Từ đó quy luật giá trị sẽ dẫn đến cái tác động thứ ba đó là phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa với nhau. Tiếp theo chúng ta sang nội dung bài số 4, cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Trong bài số 4 này, các em có thể tìm hiểu hai nội dung lớn. Một, khái niệm cạnh tranh là gì? Hai, đó là tính hai mặt của cạnh tranh. Trong phần khái niệm của cạnh tranh có nghĩa là sự ganh đua đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận. Trong khái niệm này, các em có thể xác định hai nội dung lớn. Một là tính chất của cạnh tranh, đó là sự ganh đua đấu tranh. Hai là mục đích của cạnh tranh, đó là giành những điều kiện thuận lợi nhằm được thu được nhiều lợi nhuận. Về tính hai mặt của cạnh tranh có tính hai mặt, một là mặt tích cực, hai là mặt tiêu cực hay còn gọi là mặt hạn chế. Đối với mặt tích cực thì cạnh tranh sẽ kích thích lực lượng sản xuất, năng suất lao động tăng lên, phát triển khoa học công nghệ. Thứ hai, đó là khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước để phát triển kinh tế. Và mặt tích cực thứ ba, đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng, nâng cao, chủ động hội nhập kinh tế. Mặt tiêu cực của cạnh tranh được thể hiện ở 3 nội dung. Một là vì chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, có thể hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường và làm suy thoái môi trường, mất cân bằng sinh thái. Một cái mặt tiêu cực thứ hai nữa đó là sử dụng nhiều thủ đoạn phi pháp bất lương trong quá trình giành giật khách hàng. Mặt tiêu cực thứ ba đó là đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường. Tiếp theo đó là bài số 5, bài cuối cùng trong chương trình giáo dục công dân lớp 11. Đó là cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Trong nội dung bài số 5 này, các em có thể tìm hiểu hai nội dung lớn. Một là khái niệm cung là gì, cầu là gì, và hai là biểu hiện của quy luật cung cầu. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu khái niệm cầu là gì. Cầu là khối lượng hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Cung là lượng hàng hóa hiện có trên thị trường hoặc chuẩn bị đưa ra thị trường trong thời gian xác định, tương ứng với giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất. Về biểu hiện của quy luật cung cầu được thể hiện ở 3 nội dung. Một là cung cầu tác động lẫn nhau. Hai là cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Ba là giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu. Trong từng nội dung, các em cũng có thể tự đọc thêm trong sách giáo khoa hoặc là các em nghiên cứu thêm các nội dung ở trên các trang mạng, các phương tiện thông tin để các em phân tích cái phần biểu hiện của cung và cầu. Cụ thể, cung và cầu tác động lẫn nhau như thế nào, rồi cung cầu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá cả và giá cả ảnh hưởng như thế nào đến cung cầu. Vừa rồi là cô vừa phân tích cho chúng ta tất cả các nội dung ở cái phần hệ thống kiến thức ở phần kinh tế trong chương trình giáo dục công dân lớp 11 từ bài 1 đến bài số 5.
Sau đây, cô sẽ phân tích các nội dung trọng tâm của chương trình giáo dục công dân lớp 12 từ bài số 1 đến bài số 9. Bởi vì chương trình giáo dục công dân lớp 11 trong đề thi chúng ta chỉ chiếm số câu khoảng 4 câu, tức là 1 điểm. Cho nên chúng ta cần chú ý kiến thức trọng tâm ở chương trình giáo dục công dân lớp 12, cụ thể từ bài số 1 đến bài số 9. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài số 1, pháp luật và đời sống. Trong bài số 1 này, các em sẽ tìm hiểu 5 nội dung lớn. 1. Khái niệm pháp luật là gì? 2. Là 3 đặc trưng của pháp luật. 3. Là 2 bản chất của pháp luật. 4. Là mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. 5. Là vai trò của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta đi đến khái niệm pháp luật là gì? Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Về đặc trưng thì pháp luật có 3 đặc trưng. 1. Là tính quy phạm phổ biến, tức là các quy định của pháp luật mang tính chất khuôn mẫu, áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với mọi đối tượng. Và tính quy phạm phổ biến sẽ tạo nên giá trị công bằng, bình đẳng. 2. Là tính quyền lực bắt buộc chung. Tính quyền lực bắt buộc chung có nghĩa là các quy định của pháp luật thì do nhà nước ban hành, mang tính chất bắt buộc, nếu ai không thực hiện thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức có nghĩa là các văn bản quy phạm pháp luật phải do nhà nước ban hành. Và thứ hai đó là văn bản ở cấp dưới thì không được trái với văn bản cấp trên, không được trái với hiến pháp, diễn đạt thì một cách đơn nghĩa, rõ ràng, chính xác, khoa học. Tiếp theo là phần 3, bản chất của pháp luật. Pháp luật có hai bản chất. Một là bản chất giai cấp, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. Thứ hai đó là bản chất xã hội. Mọi vi phạm của pháp luật đều bắt nguồn từ đời sống xã hội, được thực hiện trong xã hội và vì sự phát triển của xã hội. Tiếp theo, phần số 4 đó là mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. Trong mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, các em có thể hiểu đó là cách đưa vào trong pháp luật các giá trị đạo đức mang tính chất hợp lý tiến bộ. Và pháp luật là một trong những cái phương tiện đặc thù để bảo vệ các giá trị đạo đức và tạo nên công bằng xã hội. Về vai trò của pháp luật có hai vai trò. Một là đối với nhà nước, pháp luật sẽ là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội, dân chủ và hiệu quả nhất. Nhờ có pháp luật mà xã hội mới có trật tự kỷ cương. Một vai trò thứ hai của nhà pháp luật là đối với công dân. Đối với công dân thì pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tiếp theo các em sang bài số 2, thực hiện pháp luật. Ở nội dung thực hiện pháp luật, các em sẽ tìm hiểu 4 nội dung lớn. 1. Là khái niệm thực hiện pháp luật là gì? 2. Là phân biệt 4 hình thức thực hiện pháp luật. 3. Là khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. 4. Là phân biệt các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Ở phần khái niệm, thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích của con người nhằm để đưa các quy định của pháp luật đi vào trong cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân tổ chức. Thứ hai là 4 hình thức thực hiện pháp luật. Có 4 hình thức thực hiện pháp luật, đó là sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật. Sử dụng pháp luật có nghĩa là tổ chức cá nhân được phép làm những gì mà pháp luật cho phép, tức là sử dụng pháp luật sẽ gắn với quyền của công dân. Thứ hai là thi hành pháp luật, tức là tổ chức cá nhân phải làm những gì mà pháp luật yêu cầu phải làm. Thi hành pháp luật sẽ gắn liền với nghĩa vụ của công dân. Thứ ba là hình thức tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật là tổ chức cá nhân không được làm những gì mà pháp luật cấm, cho nên tuân thủ pháp luật sẽ gắn với những điều không được làm, cấm làm. Và hình thức thứ tư đó là áp dụng pháp luật. Áp dụng pháp luật, hình thức ở đây chúng ta có thể hiểu chủ thể ở đây đó là cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định làm phát sinh chấm dứt các quan hệ pháp luật. Nội dung thứ ba đó là khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Đầu tiên, vi phạm pháp luật. Một hành vi được coi là vi phạm pháp luật thì phải có đủ 3 dấu hiệu. 1. Hành vi đó phải là hành vi trái pháp luật. Hành vi trái pháp luật là những cái hành vi trái với quy định của pháp luật, có thể là hành động hoặc là không hành động. Dấu hiệu thứ hai để xác định hành vi đó có phải là vi phạm pháp luật hay không, đó là hành vi đó phải do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Người có năng lực trách nhiệm pháp lý là người có độ tuổi, sức khỏe, tinh thần, tâm sinh lý bình thường. Một dấu hiệu thứ ba để xác định hành vi đó có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không, đó là người vi phạm phải có lỗi. Lỗi là việc mà chúng ta biết sai nhưng chúng ta vẫn cố ý hay là vô ý chúng ta làm. Như vậy thì tóm lại, vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Khái niệm thứ hai chúng ta cần phải tìm hiểu đó là khái niệm trách nhiệm pháp lý.
trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà tổ chức cá nhân phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Mục đích để quy định về trách nhiệm pháp lý đó là buộc chủ thể chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Thứ hai, đó là giáo dục răn đe và kiềm chế những việc làm trái pháp luật. Tiếp theo chúng ta sang nội dung thứ tư, đó là các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Có 4 loại vi phạm pháp luật và tương ứng với 4 loại vi phạm pháp luật thì sẽ có 4 trách nhiệm pháp lý tương ứng, đó là vi phạm hình sự, vi phạm dân sự, vi phạm hành chính và vi phạm kỷ luật. Đầu tiên là vi phạm hình sự. Vi phạm hình sự là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm và được quy định trong Bộ luật hình sự. Đối với độ tuổi chịu trách nhiệm về trách nhiệm hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên thì sẽ chịu trách nhiệm với mọi loại tội phạm. Từ đủ 14 tuổi với dưới 16 tuổi thì sẽ chịu trách nhiệm với tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc là đặc biệt nghiêm trọng. Về trách nhiệm pháp lý, có thể đối với vi phạm hình sự có thể chịu hình phạt tù, chung thân hoặc cao nhất là tử hình. Tiếp theo, loại vi phạm pháp luật thứ hai đó là vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính cũng là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội nhưng thấp hơn tội phạm và nó sẽ vi phạm đến các quy tắc quản lý của nhà nước. Về độ tuổi để chịu trách nhiệm pháp lý về vi phạm hành chính, từ đủ 16 tuổi trở lên thì sẽ chịu trách nhiệm với mọi loại tội phạm. Đủ 14 tuổi tới dưới 16 tuổi thì chịu trách nhiệm do loại cố ý. Đối với vi phạm hành chính thì trách nhiệm hành chính phải chịu đó là có thể bồi thường, thiệt hại hoặc là phạt tiền, có thể có hình phạt tù. Tiếp theo, loại vi phạm thứ ba đó là vi phạm dân sự. Vi phạm hình dân sự sẽ gồm các hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. Về độ tuổi, từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi thì khi cá nhân phải chịu trách nhiệm dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm dân sự phải có thể là bồi thường vật chất hoặc là bồi thường thiệt hại về tinh thần. Tiếp theo, loại vi phạm cuối cùng đó là vi phạm kỷ luật. Vi phạm kỷ luật là hành vi xâm phạm tới các quan hệ lao động, ví dụ như trong công ty, xí nghiệp hoặc là quan hệ công vụ nhà nước. Đối với vi phạm kỷ luật thì trách nhiệm pháp lý phải chịu có thể là phạt cảnh cáo, chuyển công tác, hạ bậc lương hoặc là buộc thôi việc. Tiếp theo, các em sang bài số 3, công dân bình đẳng trước pháp luật. Trong bài số 3, các em sẽ tìm hiểu 3 nội dung lớn. Một là công dân bình đẳng trước pháp luật. Hai là công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Ba là công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Ở nội dung bài số 4, quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bài số 4 này, các em sẽ tìm hiểu 3 quyền cơ bản. Một là quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Hai là bình đẳng trong lao động. Ba là bình đẳng trong kinh doanh. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình thì các em sẽ tìm hiểu khái niệm và nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, các em cần chú ý ở nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bao gồm các mối quan hệ. Một là quan hệ giữa vợ và chồng, hai là quan hệ giữa cha mẹ và con, ba là quan hệ giữa ông bà và cháu, và bốn là quan hệ giữa anh chị em. Ở phần quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, các em có thể đọc thêm trong sách giáo khoa để nghiên cứu. Còn ở phần mối quan hệ giữa vợ và chồng thì các em cần chú ý trong quan hệ giữa vợ và chồng thì có thể tìm hiểu ở hai mối quan hệ, đó là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. Thứ hai là quyền bình đẳng trong lao động. Quyền bình đẳng trong lao động thì các em sẽ tìm hiểu hai nội dung, đó là khái niệm và nội dung của quyền bình đẳng trong lao động. Các em chú ý phần nội dung của quyền bình đẳng trong lao động là có 3 nội dung. Một là thực hiện quyền lao động, thứ hai là giao kết hợp đồng lao động và thứ ba là bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. Phần này thì các em cũng có thể nghiên cứu thêm tài liệu hoặc là đọc kinh sách giáo khoa. Phần thứ ba của bài số 4 đó là bình đẳng trong kinh doanh thì tương tự như hai quyền đầu tiên, chúng ta cũng tìm hiểu về khái niệm và nội dung. Chúng ta chỉ hiểu đơn giản quyền bình đẳng trong kinh doanh là chúng ta được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, còn về nội dung thì các em có thể tự đọc thêm. Tiếp theo, chúng ta sang bài số 5 là bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo. Đầu tiên là bình đẳng giữa các dân tộc. Trong bình đẳng giữa các dân tộc, các em có thể học qua nội dung lớn, một là khái niệm, hai là nội dung và ba là ý nghĩa. Các em có thể tìm hiểu kỹ ở cái phần nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thể hiện trên 3 lĩnh vực, đó là lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa giáo dục. Tiếp theo là bình đẳng giữa các dân tộc, thì đó là bình đẳng giữa các tôn giáo. Trong phần bình đẳng giữa các tôn giáo, các em cũng tìm hiểu tương tự 3 nội dung giống như quyền bình đẳng giữa các dân tộc, đó là khái niệm, nội dung và ý nghĩa. Các em chỉ hiểu bình đẳng giữa các tôn giáo có nghĩa là tất cả các tôn giáo đều được hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, bình đẳng trước pháp luật, các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng được pháp luật bảo hộ.
Tiếp theo chúng ta sang chủ đề bài số 6, công dân với các quyền tự do cơ bản. Trong bài số 6 này chúng ta có 5 quyền tự do cơ bản. Một là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sẽ liên quan đến những cái hành vi không được bắt giam giữ người nếu như không có tuân theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp mà phạm tội quả tang. Thứ hai, đó là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Trong phần nội dung này, các em có thể phân biệt những cái hành vi nào xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, những hành vi nào xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm. Quyền tự do cơ bản thứ ba, đó là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Ở phần quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, tương tự các nội dung của các quyền tự do cơ bản, các em cũng sẽ học phần khái niệm và nội dung. Trong phần nội dung, các em cũng tìm hiểu về hai trường hợp được phép khám xét chỗ ở. Liên quan tới quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, sẽ có những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đó là tự tùy tiện vào nhà, tự ý vào nhà, xông vào nhà, hoặc là hành vi ăn trộm, v.v. Quyền tự do cơ bản thứ tư, đó là quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật thư tín điện thoại định tính. Tức là không ai được quyền bóc mở thư tín điện thoại định tính của người khác. Việc bóc mở thư tín điện thoại định tính thì phải do cơ quan có thẩm quyền mới được tiến hành theo quy định của pháp luật. Quyền cuối cùng của trong quyền tự do cơ bản, đó là quyền tự do ngôn luận. Chúng ta có thể hiểu quyền tự do ngôn luận là việc công dân được bày tỏ quan điểm của mình. Chủ đề tiếp theo chúng ta tìm hiểu, đó là công dân với các quyền dân chủ. Dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực chính trị, trong đó có 3 quyền cơ bản, đó là quyền bầu cử ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội và quyền khiếu nại tố cáo. Trong quyền bầu cử ứng cử thì các em học kỹ phần nội dung. Trong phần nội dung có quy định về điều kiện bầu cử ứng cử, về độ tuổi, về các trường hợp không được bầu cử, không được ứng cử. Về nguyên tắc bầu cử thì có 4 nguyên tắc, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Về con đường ứng cử thì có 2 con đường, đó là tự ứng cử hoặc là được giới thiệu ứng cử. Nội dung thứ hai thể hiện quyền dân chủ, đó là quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, đó là công dân được tham gia thảo luận, kiến nghị, đóng góp ý kiến vào những công việc chung của đất nước, thể hiện ở 2 phạm vi, đó là phạm vi cả nước và phạm vi cơ sở. Quyền thứ ba đối với quyền dân chủ của công dân, đó là quyền khiếu nại tố cáo. Quyền khiếu nại là chúng ta đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các hành vi hành chính, các quyết định hành chính mà chúng ta cho rằng hành vi quyết định đó xâm phạm tới quyền và lợi ích của mình. Mục đích là để khôi phục lại quyền và lợi ích của người khiếu nại. Còn đối với quyền tố cáo thì đó là việc mà công dân báo cho cơ quan tổ chức có thẩm quyền những cái hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích là phát hiện, ngăn chặn những hành vi trái pháp luật. Tiếp theo chúng ta sang bài số 8, pháp luật với sự phát triển bền vững của công dân. Đối với sự phát triển bền vững của công dân thì pháp luật đưa ra 3 quyền. Một là quyền học tập, hai là quyền sáng tạo, ba là quyền phát triển. Đối với quyền học tập, các em có thể tìm hiểu về khái niệm và nội dung. Cụ thể khái niệm thì các em có thể tìm hiểu công dân có thể học từ thấp đến cao bất cứ ngành nghề nào, học bằng nhiều hình thức, học thường xuyên, có thể học suốt đời. Còn về quyền sáng tạo thì đó là gắn liền với những phát minh, nghiên cứu, sáng chế, sáng tác văn học, nghệ thuật. Trong quyền sáng tạo thì có 3 nội dung, đó là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học công nghệ. Nội dung thứ 3 đó là quyền phát triển. Quyền phát triển thì các em học 2 nội dung lớn, một là khái niệm, hai là nội dung. Trong phần nội dung các em chú ý là những cái người nào mà có tài năng thì được nhà nước, các cơ quan đơn vị khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển. Tiếp theo bài cuối cùng trong chương trình giáo dục công dân lớp 12, đó là bài số 9, pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bài số 9 này chúng ta tìm hiểu cái phần số 2, đó là quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh. Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh, phần này là các em tự học. Đối với phần pháp luật về văn hóa là phần đọc thêm. Còn các em cần chú ý đó là pháp luật về phát triển kinh tế và các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong phần pháp luật về phát triển kinh tế, các em chú ý quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ kinh doanh. Trong phần quy định của pháp luật về các lĩnh vực của đời sống xã hội, các em chú ý 5 lĩnh vực, đó là giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế sự gia tăng dân số, chăm sóc sức khỏe và phòng chống tệ nạn xã hội. Vừa rồi cô vừa hệ thống cho chúng ta kiến thức từ bài số 1 đến bài số 9 trong chương trình giáo dục công dân lớp 12. Đó là toàn bộ những cái kiến thức trọng tâm. Ngoài ra các em cần phải ôn luyện nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn và nghiên cứu tài liệu nhiều hơn để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với môn giáo dục công dân.
Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các em một số kỹ thuật làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn giáo dục công dân. Đối với kỹ thuật làm bài thì ở đây chúng ta có thể xác định đó là ba cái kỹ thuật làm bài chủ yếu đối với các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi môn giáo dục công dân. Đó là một là xác định từ khóa, hai là kỹ thuật loại trừ, ba là kỹ thuật đọc trước câu hỏi để xác định mục tiêu giải quyết vấn đề. Đầu tiên, cô sẽ gợi ý cho các em cách để chúng ta xác định từ khóa hay còn gọi là liên hệ từ khóa. Ví dụ như câu số 1, những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của mình gọi là gì? Vậy thì nhìn vào câu hỏi chúng ta thấy là gì? Từ khóa đó là yếu tố tự nhiên. Vậy thì khi mà chúng ta nhận diện được từ khóa là yếu tố tự nhiên, chắc chắn nó sẽ là những cái mà chúng ta tác động vào nó để biến đổi nó, để tạo ra sản phẩm thì chúng ta chọn đáp án là đối tượng lao động. Hoặc là một trong những nội dung của quyền tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận là việc chúng ta bày tỏ ý kiến. Khi chúng ta xác định được từ khóa là tự do ngôn luận thì chúng ta sẽ nhìn thấy, nhận biết được đáp án đó là câu C, bày tỏ quan điểm của mình. Tiếp theo chúng ta sang cái kỹ thuật làm bài thứ hai, đó là kỹ thuật loại trừ. Bằng những cái kiến thức mình đã học, khi chúng ta nhìn vào câu hỏi, chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ những kiến thức mà không nằm trong chương trình chúng ta đã học từ giáo dục công dân lớp 11 đến giáo dục công dân lớp 12. Ví dụ cụ thể, câu số 1, với tinh thần xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, ông Quy đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tệ nạn xã hội cho bà con. Vậy ông Quy đã thực hiện theo hình thức pháp luật, thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? Vậy thì hình thức thực hiện pháp luật chỉ có 4 hình thức. Trong đáp án chúng ta thấy xuất hiện tuyên truyền pháp luật và phổ biến pháp luật, đây là hình thức chúng ta không được học, cho nên chúng ta loại trừ được đáp án A và đáp án D. Sau đó chúng ta nhìn vào chủ thể thực hiện quyền, đó là ông Quy đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm. Chủ thể ở đây là công dân chứ không phải là cơ quan có thẩm quyền, cho nên đáp án chúng ta chọn đó là đáp án B, sử dụng pháp luật. Hoặc là câu số 2, việc anh C cùng vợ cố ý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong chế biến thức ăn khiến khách hàng bị tử vong. Vậy thì việc tử vong đó sẽ chịu trách nhiệm pháp lý nào? Tử vong là hành vi gây chết người, cho nên đó là vi phạm hình sự. Như vậy thì nếu trong đáp án là có vi phạm hình sự, chúng ta sẽ loại trừ được đáp án B và đáp án C do không có vi phạm hình sự. Và sau đó chúng ta có thể thấy nếu như mà chúng ta đã chọn vi phạm hình sự thì sau khi làm chết người chúng ta cũng phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho người, gia đình người đã bị tử vong. Thì lúc bây giờ chúng ta chọn đáp án D, đó là vi phạm hình sự và vi phạm dân sự. Một kỹ thuật làm bài thứ ba, đó là đọc trước câu hỏi để xác định mục tiêu giải quyết vấn đề. Tức là khi chúng ta đã hoàn thành xong các câu hỏi thông hiểu nhận biết thì chúng ta sẽ bắt đầu làm những câu hỏi ở mức độ vận dụng. Đối với những câu vận dụng thì đề bài thông thường rất dài. Nếu như chúng ta để tránh mất thời gian thì chúng ta nên đọc trước câu hỏi để chúng ta xác định mục tiêu và chúng ta giải quyết vấn đề cho nhanh chóng. Ví dụ như câu bên trên, những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý. Khi chúng ta đọc trước câu hỏi những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý thì lúc bấy giờ chúng ta biết chịu trách nhiệm pháp lý là những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Thì khi chúng ta đọc đến đâu người nào vi phạm pháp luật thì chúng ta sẽ gạch chân của cái chủ thể đó. Như vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra đáp án hơn, tránh mất thời gian làm bài hơn. Ví dụ như là phát hiện ông B làm con dấu giả của một cơ quan hành chính nhà nước theo đơn đặt hàng của ông H, làm con dấu giả là kinh doanh không đúng theo quy định của pháp luật, cho nên ông B là vi phạm pháp luật. Ông H đặt hàng làm con dấu giả đối với cơ quan hành chính nhà nước thì đây là việc làm vi phạm kỷ luật của ông H, cho nên ông H cũng vi phạm pháp luật, phải chịu trách nhiệm pháp lý. Sau khi cùng bàn bạc, anh K và M liên tục nhắn tin yêu cầu ông B phải nợ 20 triệu đồng, đây là hành vi chiếm đoạt tài sản, cho nên K và M cũng vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Như vậy thì sau khi đọc xong câu hỏi đề dẫn, chúng ta sẽ đưa ra được đáp án, đó là đáp án B, ông H, anh B, anh K và ông M. Hoặc là đối với đề thi tham khảo năm 2023, chúng ta thấy có một cái câu rất là dài. Và thường thì đối với những câu vận dụng cao hay đặt câu hỏi là hành vi của ai vừa bị vi phạm cái này, vừa bị vi phạm cái khác, đồng thời phải chịu cái này, đồng thời phải chịu cái khác. Ví dụ như câu 113 ở bài số 7 của đề thi tham khảo 2023, hành vi của những ai sau đây là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo. Sau khi chúng ta đọc câu hỏi, người mà bị khiếu nại và tố cáo thì người đó phải là người, phải là chủ thể có thẩm quyền, phải là người có chức vụ. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào cái câu đề dẫn đó, thì bà K là giám đốc, N là đội trưởng quản lý thị trường, thì chúng ta chỉ cần chú ý đến hai nhân vật thì thôi.
Nếu như hai nhân vật này ra quyết định sai thì chủ thể ra bị ra quyết định sai có quyền khiếu nại, mà đã ra quyết định sai thì đã vi phạm kỷ luật thì là hành vi trái pháp luật thì bị tố cáo. Vậy thì sau khi chúng ta đọc nguyên mục đặt như thế này, chúng ta có thể thấy đáp án gợi ý ở đây đó là đáp án D, bà K và anh em N. Vừa rồi cô vừa trình bày cho các em về việc hướng dẫn các em ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Và cuối cùng thì chúc các em có một kỳ thi tốt nghiệp thật là thành công. Xin trân trọng kính chào.